Kính chào quý vị, kính chào bà con gần xa, kính chào những người thân quen yêu thích kinh Tùng Quê. Kính thưa quý vị, giờ này thì khoảng 1:30 Tùng Quê đã đến nơi đây là ban trị sự xã Châu Phong. Quý vị, ban trị sự xã Châu Phong hết sức là đặc biệt. Nơi đây là cắt xong một cái ban trị sự rất là đẹp. Quý vị, chào mừng quý khách và đồng đạo và cùng với bạn. Thì giờ đây thì chúng tôi sẽ đến nơi đây để chúng ta đồng theo dõi cập nhật chương trình chuẩn bị đến ngày lễ là của ngày khai sáng đạo Phật giáo Hoàn Hảo ngày 18 tháng 5 2023 năm nay. Đặc biệt ban trị sự xã Châu Phong cũng được làm một chiếc xe hoa thật đẹp để diễu hành cùng với thị xã Tân Châu để lần sẽ được đến chùa An Hòa Tự tham gia tại đó. Giờ đây thì chúng ta cùng mọi người để mà tìm hiểu thêm xã Châu Phong hiện tại chuẩn bị xây qua như thế nào, và thấy hiện tại ban trị sự rất là đẹp. Vậy là kính mời quý vị cùng vô trong để chúng ta tham quan. Kính thưa quý vị, ban trị sự rất là trang nghiêm nha quý vị, rất là đẹp. Rồi, kính mời quý vị vào trong cùng chúng tôi biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Đây là hai cô giảng thầy nha quý vị. Ban trị sự rất là trang nghiêm. Ban trị sự xã Châu Phong có một logo của tôn giáo nha quý vị. Rồi, kính chào các anh. Mình kêu bằng anh đi ha. Cho trẻ trong một chút anh. Rồi chào. Rồi chào, chào anh luôn. Thôi mình bắt tay cái giao viên. Đây là cũng hết sức là đặc biệt, là mình tới đây hình như cũng vài lần. Bây giờ thôi trước tiên là mình trình thầy cái ha. Kính mời quý vị hướng đến thầy đảnh lễ. Kính ơi, như vậy là ban trị sự mình hết sức là trang nghiêm. Ồ, phía trên có màu sen đặc biệt ta. Đặc biệt nha. Mình đứng chính giữa luôn nha. Quá đẹp luôn ta. Quá hay. Có đèn luôn. Đèn 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 đèn. Quá đẹp. Bây giờ mình xin phép đặng mình kính chào quý vị. Chào anh. Anh hồi nãy nói thí dụ tin gì rồi em quên rồi. Dạ, tôi Trương Điệp, trưởng ban sự xã Châu Phong. Dạ, Trương Văn Điệp. Trương Văn Điệp. Dạ, dạ. Dạ. Em thấy ban trị sự mới quá, như vậy là ban trị sự mình được xây cắt lúc nào ha? Xây cắt cầu năm rồi. Rồi, hết sức đẹp rồi. Mình ở sau, phía sau hậu là bàn thờ của quyền hả? Để mình dài tâm bảo để mình vô giếng luôn nha. Dạ, hết sức là trang nghiêm quý vị, tại ban trị sự xã Châu Phong hết sức trang nghiêm nha quý vị. Có một chân dung của Hòa Thượng Đẳng quý vị. Kính thưa quý vị, nhân dịp hôm nay mình cũng rất hân hạnh đến đây xã Châu Phong, một vùng xã cũng gần biên giới quý vị. Nhưng mà đến đây thì gặp được các anh hết sức là nhiệt tình. Hôm nay có duyên đầy đủ có mặt. Thì để mình giới thiệu cùng với quý vị xa gần. Lắm lúc nhiều khi gặp mà không biết chức phận, trách nhiệm tại ban sự. Thì xin giới thiệu. Bây giờ anh có thể giới thiệu, đại diện giới thiệu dùng xung quanh các anh. Trước nhất là anh tên gì? Dạ, tôi thì Trương Văn Điệp, thì trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong. Dạ. Tiếp theo kế này là chú Tư Trương Văn Không. Là chị sinh viên phụ trách tài chánh. Dạ. Còn chú này là chị sinh viên phụ trách bình kiểm soát. Dạ. Còn cái ông này là tổ từ thiện là ở địa bàn Vĩnh Lộc 1, ấp Vĩnh Lộc 1, cũng là thành viên trong ban trị sự. Dạ, chúng ta tổ từ thiện anh. Tổ từ thiện. Dạ, dạ, dạ. Dạ.
cũng tham gia ban trị sự rất tổ là tổ từ thiện đó, trong cái ban trị sự mình có tổ chức cái tổ từ thiện nhá. Đúng rồi. Hôm nay thì trong ban sự cũng rất vui mừng thấy các anh đến đây để quay lên cái clip để mà cho tôn giáo mình ăn. Dạ, bây giờ anh có thể giới thiệu một chút là hiện tại ban trị sự mình đang có khâu chuẩn bị, nhất là xe qua. Câu chuẩn bị mình đến đâu rồi, để chút xíu mình sẽ tham dự. Thì cái khâu năm nay thì hưởng ứng cái đại lễ 18 tháng 5 á, thì anh em cách đây làm cũng cỡ 10 ngày rồi. Năm nay thì cái chủ đề thì cũng y, chủ đề Quan Âm Cứu Khổ thì cũng y, nhưng có cái cách là môn sen. Thành nó có những cái đỡ mới là làm thành nó lâu. Rồi năm nay phát sinh thêm là đạt được cái độ lân của ban sự nữa. Lân mã đó, nãy anh thấy đó. Do đó mà anh em cũng bận rộn lắm. Xe á, ngoài chương trình chuẩn bị đón mừng đại lễ 18 tháng 5 thì ban trị sự mình trước giờ trong các năm vừa qua thì mình đã thành đạt được những công tác gì về xã hội từ thiện, có thể anh nhắc một chút về cái công tác của ban trị sự mình. Thì nói về công tác từ thiện xã hội địa phương thì ban sự làm rất nhiều công chuyện, cũng như là nắm gạo tình thương cho hộ nghèo hàng tháng, rồi xe nó là cứu thương, đó là cứu thương chợ đến bệnh viện đó. Cái thứ ba nữa là xây dựng cái tổ cách nhà thực hiện 6 tháng qua cũng là 90 căn 6 tháng rồi đó. Đó thì bây giờ cũng luôn là chuyện sửa trong căn nhất. Và đặc biệt đó là chào mừng đại lễ 18 tháng 5 năm nay á, ban trị sự có cắt rồi 1 căn. Chào mừng. Đó giá trị là 40 triệu. Ban trị sự mình ứng 20 triệu, còn lại là đối ứng của gia đình. Mừng đại lễ 18. Nhà đó là nhà đúc hay sao anh? Dạ không, nhà cấp 4 hay gì? Ở dưới thì cây, trên thì kẽm hoặc là lợp tôn vậy thôi. Dạ. Cái đúc thì cấp 4 mà nặng nề lắm. Dạ. Dưới ngoài đó ra thì có thành lập ban sự mình có thành lập cái trại hòm miễn phí. Đóng cho bà con trong địa bàn, đóng nó rất đẹp chứ không phải là đơn sơ. Giá trị coi như tương đối nó hơn hàng bán. Thành ra cho là trong địa bàn thì cho hàng rồi cho đồ liệm rồi đồ giải tang luôn. Cái hàng với giải tang rồi trị giá là cũng từ 3.6 triệu. Thì là công tác của mình cũng khá ha. Vậy thì bây giờ thì gần nhất hiện tại thì sự kiện lễ 18 tháng 5 năm nay là 2023 năm Quý Mão, thì phải nói là hiện giờ tại chùa Hòa Tự nay tại trụ sở ban sự trung ương rất là làm rất là nhiệt tình và hết sức là liên tục để là làm cho nó xong công việc ở dưới, rất là xung. Người dân rất là trông đợi. Thế nên đó thì theo mình thấy cái tiến độ thì cũng rất là nhanh, hiện giờ dựng bản là cũng nhiều rồi. Nhưng mà mình biết là thế nào năm nay thì chắc cũng đông. Bà con có thể đông ha. Để thông tin cho các anh cũng mừng chút, có nghĩa là ở dưới thì các cái công việc thì hiện tại nó cũng đang ổn định và diễn ra cũng rất là nhanh. Thì giờ hôm nay thì đặc biệt em cập nhật các ban trị sự thị trấn, thị xã để mà cho bà con, bởi vì bà con cũng háo hức trông đợi. Có nghĩa là coi ban trị sự tại trung ương là như vậy, rồi ban trị sự tại xã như thế nào. Thì thật sự là sáng giờ đi thì thấy ban trị sự cũng rất là háo hức và làm rất tích cực, và được biết xe qua mình cũng đang thực hiện tốt. Bây giờ kính mời các anh hướng dẫn đến xe qua nha. Vô xe qua, vô hội trường. Vô xe qua đi, xe qua cho nó thay đổi cảnh chút xíu. Chút xíu mình tới liền. Ở phía trước mình quay vô thấy hội trường mình quá đẹp nha. Quý vị, đây có một con đường lên hội trường. Vậy là hội trường mình là cái sàn ở phía dưới. Rồi cái cửa chính mình đi vô là đường nào? Ủa vậy hả? Cái phong cách này là do bản vẽ của mình hay là của ban sự ta? Không, đó của ban sự. Cái này vô mình hả? Dạ. Vậy hả? Đốt đèn lên hết coi. Quá rộng nha quý vị. Để mình bật đèn xong mình sẽ quay hội trường. Phía khán đài. Kính thưa quý vị, phía trên khán đài hiện tại rất là đẹp quý vị.
Rồi kính mời quý vị hướng đến Đức Thầy đảnh lễ. Kính lễ kính. Dạ thưa xong. À, kính thưa quý vị, có một logo và để bảng ban trị sự xã Châu Phong. Phía sau lưng này. Chuẩn bị cái này chuẩn bị rồi đó hả? Rồi. Ồ vậy sao? Anh nãy ngoài trước cũng chuẩn bị rồi đó. Ồ vậy hả? Đẹp quá. Có không? Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì trước hội trường ở đây cũng có chân dung Đức Thầy rất là đẹp và trang nghiêm. Giờ đây Tùng Quê cũng xin đại diện các vị ở trên cộng đồng để hỏi một vị trưởng ban ở tại nơi đây là ban trị sự Châu Phong. Chú hồi nãy thứ hai thì xin hỏi anh mình tu thế nào cho đúng cái đường lối mà Đức Thầy đã dạy, mà Đức Thầy nói là vì đạo pháp, vì dân tộc, chứ không có gì cả nha. Thì mình tu như thế nào mà cái ý anh xin trả lời hai câu này. Ở đây thì trên xe hoa chúng ta cũng để vì đạo pháp, vì dân tộc, thậm chí những cái nơi chánh điện cũng có để vì đạo pháp, vì dân tộc. Thì cái này hết sức là cái hai cái chủ đề này hết sức là quý báu đối với đạo chúng ta. Vì đạo pháp là bởi vì thầy kêu gọi, thầy nói là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ Việt Nam Phật giáo nên cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Mình giữ theo đúng theo tôn chỉ hành đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, và đồng thời khuyến khích, nếu mình là người lãnh đạo trong tôn giáo thì khuyến khích tín đồ chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật nhà nước đó đối với tôn giáo. Còn nói gì về dân tộc, tức là cái đạo của mình là gì, là học Phật tu nhân, học với Phật mà tu với người, do đó phải vì dân tộc. Nhất là cái ân là trong tứ ân, tứ ân thì ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào và nhân loại đó, thì mình phải thực hiện đó. Nhất là dân tộc của mình á, dân tộc Việt Nam chúng ta đấy, thì là ta tiếp cận gần đây thì ta phải như hồi nãy tôi nói đó, là như vậy là ban sự ngoài cái chuyện mà tu hành ra còn phải thực hiện các công tác từ thiện ở địa phương, chẳng hạn như cất nhà hoặc là nắm gạo tình thương, rồi xe cứu thương, rồi thậm chí tổ chức chạy hàng miễn phí để giúp đỡ bà con trong cộng đồng đó. Cái đó là mình vì dân tộc mình, vì dân tộc, đất nước ngày càng giàu mạnh. Như vậy thì quá hay, cảm ơn anh thật là nhiều đã có đôi lời chia sẻ. Cái ý của mình rất là hay. Bây giờ thì kính mời các anh đứng nghiêm để mình chụp một mô hình. Đang chuẩn bị. Cười tươi. 1 2 3. Rồi, bây giờ mình rất là vui mừng, hiện tại cái hậu trường đã chỉnh sửa rất ổn định. Bây giờ kính mời các anh hướng dẫn đến xe qua của mình. Thôi mời anh đi. Rồi, chúng ta cùng đi. Rồi, anh cái thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ lần lần đi tới nơi mà chiếc xe hoa của Châu Phong đã thực hiện. Kính thưa, đây là mặt sau của xe Châu Phong nha quý vị. Quá đẹp. Ở đây là có cái hình giống như là hồng hổ tử hả? Dạ. Cái bông sen lớn này nó Phật Hòa Quan Âm Quá Trăng. Quá Trăng miếng trần. Hai bên này hai đồng tử. Kính thưa quý vị, mặt trước của xe Châu Phong rất là đẹp quý vị, xã Châu Phong. Thank you.
À, kính thưa quý vị, liên qua đua nở nụ cười rước tôi lưng đóng chào người chân tu. À, trên đây cũng có hai câu giảng về tịnh bình, rước khắp chúng sanh làm cho giác ngộ hiền lành như ta. À, kính thưa quý vị, kính mời anh chủ ban chi sự tới gần một chút. Xe hoa của mình rất là đẹp. À, như vậy thì tiến độ thi công của xe mình đã mất thời gian bao lâu mà hôm nay cũng đã hoàn thành? Như vậy thì anh cũng cho biết cái 20 anh, 20 cái này. 20 tháng 4 đã chuẩn bị rồi. Dạ. Thì bữa nay thì nó coi cũng sắp hoàn chỉnh. Dạ, sắp hoàn chỉnh. Bây giờ mình còn thử nữa thôi ha. Ủa vậy là coi xe mình có vũ công nữa hả? Có. Cũng báo cho bao 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 nhiêu vũ công? Báo cho tôi biết chiều nay. Rồi. Lúc 5 giờ rưỡi tới 6 giờ tôi mới ra đem con ông lên đây. Dạ. Con ông Công Giang Amen. Bên đây là một đứa bé là Công Giang cho người đang theo quẩn. Kỹ thuật viên là em, là kỹ thuật viên. Vậy là hàng. À, có nghĩa là kỹ thuật kế hoạch về cái già. Như vậy thì mình ở đây ngày vòng ngày 15 là bắt đầu mình được đi diễu hành mà. À, cái đồ thì xe rất ở Châu Phong rất là đẹp nha quý vị. Sao? Mình giới thiệu sao? Trên xe mình lát xíu nữa khi mình đi diễn là còn 3 vũ công nữa. 3 vũ công. Một là quá trang. Thôi đi, thấy tội nghiệp lắm, thôi đi. Một là Quan Âm, dạ. Hai là hai đứa đồng tử. Vậy là hả? Vậy là dạ, đúng rồi. Chưa hết đâu. Dạ, dạ, dạ. Chưa hết nè. À, mời anh Không qua anh Không ơi. Không ơi. Mình chụp mô hình anh Không ơi. Ờ mời hết các anh em mình đã tiếp á. Thôi mình đợi lại trước mặt nè. Dạ. Cho đụng qua vô. Ờ quyên cái tổ mà đã tiếp xe của mình đó. Dạ ông cho ba đi đại diện. À kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang chụp một mô hình kỷ niệm tại trước xe hoa của Châu Phong. Giờ kính mời toàn thể quý vị cùng cười tươi. 1 2 3 À, cái đồ bị xe hoa thật là đẹp nha quý vị. Rồi, đi đây mình quay một vòng chút xíu. Đây là các chị hậu cần của chúng tôi. À, cái đồ quý vị, hiện tại mình thấy có một cái kêu bằng bông sen, có cái nóc lầu. Thì thấy có chân dung thầy, hình như bốn mặt ha. Dạ, bốn mặt. Dạ. Như vậy thì anh ba cái này sao? Cái này là mình tính để chỗ nào? Cái này là trên cái khe ban tổ chức á. À. Rồi mình để trên trên mui xe. Ha. Dạ. Vậy đó mình đi trước ban tổ chức đi trước. Vậy đó. Vậy đó. Dạ để cho biết mình ban tổ chức. Dạ. Rồi. Cái khung viên phía này là để mình đãi ăn. Dạ dạ để ăn. Dạ. Mình làm sẵn cái này nó kết nối luôn. Dạ. Đây còn cái lăng bộ lăng nha. Hả? Ờ cái này mình có bộ lăng nè hả? Cái này hình như mình mới làm hả gì ạ? Rồi cái đoàn lăng mình hình như là đăng ký chỉ đưa xuống tới chùa trở về phải không? Dạ. Vậy đó hả? Ồ, êm quá ta. Gắn vô. Lăng này lăng mã à? Lăng mã đẹp quá. Rồi cái mấy anh múa này mình cũng mới tập hả? Có làm rồi phải không? Có trước Hòa Bình á. Cũng như là vậy là có nhuyễn rồi phải không? Lăng này đó thành viên cũng phải lăng cái đạo lăng này truyền thống hồi xưa là anh ba đời anh. Vậy là sao? Ba đời anh. Ủa vậy là được rồi. Vậy là chắc ăn rồi. Em năm 98 em đi diễn ở tại Dịch Giá. Vậy hả? Ở Nguyễn Trung Dịch. À. Dạ. 42 đoàn mà em được xuất sắc. Gì hả? Dạ. Xuất sắc là dạng giỏi rồi. Dạ dạ. Xuất sắc. Cái dạ. Này nè. Bãi bãi đâu bãi rồi chứ đâu có nước này đâu. Bãi. Hả? Bãi. Bãi dạ. Sao lên các lên cho lên các bãi. Dân muốn dạng dưới được không ạ? Gì hả? Dạ. 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 Bãi bãi. Múa dọn hơn là phóng cái chỉnh bài chỉnh á. Có vụ đó hả? Nói chị cho nên. Không cái đó nó thiệt chứ. Không có gì qua qua. Cái gì nè, chẳng có múa.
Rồi mình ra mình quay phim xe qua một chút. Rồi kinh thu vì xe qua hiện tại cũng rất là ổn định rồi, mọi người bông hoa rất là đẹp nha mọi người. Liên hoa đua nở nụ cười, chúng tôi luôn đóng chờ rồi. Chào người chân tu. À, có vũ công như vậy nhưng mà vũ công chưa có lên diễn, chúng tôi cũng gấp quá nên không có mời đến để diễn. Xe đó là xe nhà mình luôn hả vậy? Dạ, xe nhà mình luôn. Lấy nước ở đâu? Lấy nước ở dưới chỗ từ đây chỗ bến đồ cũ là. Cái đó chỗ sản xuất nước hay gì? Dạ, chỗ sản xuất nước. Nước gì? Nước từ kiếm, nước chai, nước lọc. Nước suối gì hả? Nước suối hả? Ủa cũng được quá hả? Dạ, về bà con mình là lấy cái chai để uống bình thường. Chuẩn bị cho ngày lễ luôn. Không, trước đó bình thường. Bình thường vắng đi. Ờ vậy hả? Cũng được quá ha. Nhiều công việc lắm. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Gì đó hả? Làm đội ngồi mai táng luôn. Xếp trưởng luôn. Ta cho hai bọc kê hết á. Dạ dạ dạ. Đem hàng lại rồi liệm đồ tăng chế gì hết luôn rồi chôn luôn vậy. Ngày hôm nay hàng ngày 2 ca luôn. Ồ dạ. Thôi cái tôi vô giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm chia tay các anh ở ban trị sự xã Châu Phong. Chào chú, chào anh. Bây giờ Tùng Quê sẽ chia tay ha. Thay mặt tập thể cảm ơn anh Tùng á, với chúc cho đồng với bà con với dạ dạ sức khỏe. Rồi chúc hai anh bình an để mà tao tiếp tục có sức khỏe để mình tiếp tục làm cái chương trình để đón mừng đại lễ sắp tới sẽ tốt đẹp. Rồi kính chào.